Chấn động, một câu chuyện lạ có thật về cậu bé được coi là cỗ máy uống xăng, ăn xăng, thậm chí là ngủ với xăng. Và xăng đóng vai trò rất quan trọng như một nguồn thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày của cậu ấy. Thì câu chuyện như thế nào? Hoàng Linh xin mời quý bà con, cô chú, chị mình hãy cùng tìm hiểu với Hoàng Linh trong đoạn video ngay sau đây ạ. Em nào có biệt tài uống xăng đây? Đây. Em này đó hả? Ý, trời. Ôi, trời, té ơi. Đi sao vậy? Hồi sáng giờ có vô xăng chưa, thấy yếu vậy? Là bé uống vô bụng luôn hay là uống chỉ hít bụng, xăng thôi? Uống rồi hít, nó đem vô bụng nữa. Mà nó uống mấy năm nay rồi. Mỗi ngày uống bao nhiêu xăng lưng em? Dạ, mỗi lần nó cũng uống một lít. Mới đầu nó hít rồi nó uống. Nhưng mà cái mùi xăng là mình thích như thế nào? Mà nó uống nhiều quá là về cái nó xỉn, nó nằm. Dạ. Còn mấy nó đi cà bê như người ta xỉn rượu vậy đó. Đúng vậy. Nó hơn như mùi vậy đó. Như dầu vậy. Cả một cái khu ba này nói tới thằng Nhàn hút xăng là nó đi tới đâu là ta sợ nó hút máy xăng ta tới đó. Trời ơi vậy đó hả? Chứ gì nữa. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Dạ, Hoàng Linh xin mến chào quý bà con cô chú anh chị mình. Hiện tại Hoàng Linh đang ở Gò Quao. Thì hôm nay Hoàng Linh đến với một câu chuyện lạ cũng như một hoàn cảnh khó khăn về cậu bé uống xăng. Thì Linh được một số anh em giới thiệu đến đây. Thì nhà của cậu bé ở bên đây á, quý bà con cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ là Hoàng Linh sẽ cùng quý bà con cô chú anh chị mình sẽ sang bên đó để gặp và tìm hiểu câu chuyện như thế nào. Tại sao cậu bé lại uống xăng thì Linh cũng mới nghe, Linh cũng chưa biết như thế nào. Rồi, xin mời quý bà con ạ. Thì đây là cái đường đi qua bên nhà của cậu bé. Ở đây thì ở trong quê á quý bà con. Ở đây thì không có cái lộ xe. Xe phải đậu tuốt ngoài kia để lội vô đây. Thì cái đường ở đây. Mấy anh em đã đến đây trước rồi. Hello cả nhà. Chào cả nhà ha. Ê, gây à. Em nào có biệt tài uống xăng đây? Đây. Em này đó hả? Đó. Vậy đó hả? Cai nghiện mà không bỏ đó cậu. Nhiêu tuổi rồi? 16. 16 tuổi. Em tên gì ha? Dạ, tên Nhàn. Tên Nhàn. Nói chuyện Nhàn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao? Rồi sao rồi uống xăng mà không có quay, có cắn cái gì không mà cái răng rụng mất tiêu rồi đây? Có nhiêu có mặt mà. Răng lại bị sao ăn mày đã nói cho ăn kìa. Bị sao ăn hết đi. Vậy đó hả? Cai nghiện cũng không bỏ nổi. Trước chúng đi không mà. Dạ. Dạ cô, cho con hỏi là vì sao mà bé lại có cái sở thích uống xăng? Cô không biết hồi đó tới giờ có máy đồ nó uống tới giờ luôn. Là bé cô uống vô bụng luôn hay là uống chỉ hít xăng thôi? Uống rồi hít, nó đem vô bụng nữa. Vậy đó hả? Ừ. Rồi thường ngày có ăn cơm không? Mấy bạn gặp nè. Cũng ăn cơm tô gì mà cũng uống hoài. Vậy đó hả? Đi gió đi đụm về chai á cô, còn đem chai bỏ vô áo vậy nè. Uống có đau bụng không cô? Không bị gì cho mà uống đem đi chứ. Xỉn. Uống như mà cũng như có rượu nó hơi. Vậy đó đi hả? Đi lạng. À. Rượu nó nhéo cô nó cắn cô. Cho nó uống rượu đi, đừng để uống xăng, uống rượu nó xỉn. Cô cho đứng kế em đi, dạ. Để cô đứng kế nó cô mặc thở nó cô. Vậy đó hả? Sao vậy? Rồi sao này vậy? Sợ quá chừng sợ rồi. Uống xăng. Đó hết mất cả. Lúc này sao nhỏ đầu vàng rồi? Gửi đây. Dân chơi mà. Vậy đó hả? Ở đây là anh của bé này hả? Ừ. Anh thằng này thứ ba, còn thằng té gãy giò thì thứ hai. Vậy hồi sáng giờ có uống xăng với em không? Sao thấy hơi say rồi? Em không gọi không. Vậy đó hả? Cô la hoài luôn á mà không bỏ nổi. Mỗi ngày uống bao nhiêu xăng lưng em? Dạ mỗi lần á cứ uống một lít. Một lít? Không, không có hơn nửa chai. Vậy đó, uống ít thôi hả? Có bao nhiêu nói nhiều đúng không? Nửa chai xì tin. Ừ. Nửa chai tôi giục hoài à. Vậy đó hả? Đi nằm bên à, cái nhà này là nhà tình thương, nhà nước mấy cắt cho ha. Vậy cái nhà lá đằng sau. Có tính cắt nhà bếp thì giờ chưa làm đâu có nhà mà nhà bếp. Vậy đó hả? Ngồi trước chắc. Bình thường có nhà thằng kia báo có cắt được nhà bếp. Cô đi lượm ve chai để dành tiền ha. Để tiền dành tiền và lo cho sư phụ hết trơn rồi. Vậy thường ngày là cô đi lượm ve chai mình đi bộ hay đi xuồng hay xuồng, đi sao? Đi vỏ máy dưới sông. Chạy máy đó anh đi thì chạy về sáng rồi về đi chạy gạo. Sáng giờ cô đi chạy gạo mới về cái sậu. Vậy đó hả? Mỗi ngày mình đi lượm ve chai là mình đi lượm từ đâu tới đâu cô? Cô đi tới Hòa Hưng Vinh Long Lợi tùm lum. Vinh Long Lợi.
Đi tới vậy Thanh Hậu Giang là nó vậy Thanh đó. Trời ơi, đi qua tới Hậu Giang vậy Thanh luôn. Chạy máy thì cũng gần mà. Vậy đó hả? Rồi mình đi một ngày như vậy là mình thu nhập được bao nhiêu tiền? 60, cái nhà một bữa cái 100. Là trừ tiền thăng xăng tiền cổ chưa? Xăng nó trừ tiền xăng mấy năm mua bán cái được á cho 80, 90, 100. Vậy đó hả? Thằng ngày nào mình cũng đi hết. Nhà mệt đó, cô ở nhà cũng quân bệnh nhất hai giò nè. Dạ. Đó nhà này, nhà nước ta cắt cái gì đó mấy cậu cũng cũng lo gạch thì sạch sẽ hay rồi nhà nước cho được căn nhà là đúng rồi, có được cái nhà chỉ mưa chỉ nắng rồi. Được rồi lo gạch chưa trong nhà không mà rồi cậu có con ông này không chị mặn cô con mồng lên trong nhà thằng nào hết vậy nè đại ca còn cái thằng về giò thì ở trong trò lá vậy đại ca anh này là có vợ chưa vậy đó hả năm nay nhiêu tuổi rồi 26 ờ, nhìn phong cách quá dữ rồi ờ, mới nhộm nhộm đầu ha có người yêu chưa vậy đó hả đấy trời ơi hôm nay làm ai nè vậy đó hả một anh này nghiện rượu anh nghiện xăng không vậy hả trời ơi còn anh này té xe nữa nghiện xăng còn anh này té xe nó báo nữa anh té xe hồi nãy em nói em tên gì anh quên rồi em tên Nhàn tên Nhàn 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 đúng không con? Đâu kê cái này chai xăng đâu? Nhẹ nhàng. Sao hả? À, chai xăng của mình đâu rồi? Tôi về cho đó. Còn không? Qua, ha, đâu đâu lấy rồi đi. Nhà, nó lấy cái chai xịt tim ha. Nó đi xuống rồi chứ cái máy. Mẹ nó đi dẫy cho chai về đó. Cái nó hút xăng. Cái thằng này thấy nè. Nói mày làm gì đó mày hút xăng hả? Má sao cậu lấy máy trong ông Út á. Cái trong nó lấy ông Út à nó kéo cái mà cái bình xăng. Cái trò gần đây ông con. Trong này nè. Đâu cô. Cái trò gì con? Cái trò mà còn mày. Giả rồi tao ơi. Giả rồi đi vô rồi. Nội ơi. Đâu cái trò hiện trường đâu cô dắt con đi. Ở trong đường này. Đây cái tấm cậu nó đi ngủ bà ngủ bụi nó giờ. Đó đó. Cô la. Tức là em Nhàn nó đi ngủ bà ngủ bụi. Ừ cô đi kiếm cô khóc hơn gì nó cô qua. Nó đâu có nhà. Hả? Nó không có nó đi nó không chịu ngủ ở nhà mà ngủ ở ngoài đi vậy tối báo không dám về nó ngủ một chọc đường luôn nghe anh Nhàn ơi rồi sao mà em đi ra ngoài bờ ngủ vậy dạ sao em thích thì ra tối quá ngủ lại luôn đây sáng là gì là đi đâu mình đi đâu mà mình thấy để ấy ngủ trong chợ vậy ra đi ra rồi sáng là gì coi như là mình đi ra chợ chơi dạ ra chợ chơi rồi thấy tối quá rồi mình đi về chắc cái tù đó rồi ngủ nó chơi vậy nè có rồi. Bụng rồi mà không bỏ được câu để con nói chuyện với trường chút xíu ủa Nhàn chút xíu dạ. Rồi Nhàn tại sao mà thấy anh thấy là Nhàn có tắm không mà sao mà cái mình rửa mặt quên được tắm rồi. Quên tắm hả quên tắm đó rồi bao nhiêu ngày mình mới tắm một lần Nhàn dạ lâu có tắm một lần chiều tắm một lần vậy đó hả dạ nó không tắm mà cô bính nó chứ bữa nào không kỳ rửa cho tạnh đen rồi mình có người yêu chưa dạ chưa có để ý em nào không chưa vậy em còn nhỏ chị thằng qua mày em còn nhỏ dạ được rồi để con nói chuyện với bé Nhàn chút xíu không với em Nhàn chút xíu rồi chưa có người yêu dạ chưa rồi thường ngày là mình uống xăng là tại sao mình thích uống hay sao dạ, uống đâu, nó có mùi nó có mùi vị như thế nào không nó thơm là coi như là mình thích như là mình ăn kẹo không dạ cũng không kẹo tôi cũng bánh là trong một bọc cũng kìa nhưng mà cái mùi xăng là mình thưa mình thích như thế nào nó dạ. Giống như là cái hương nó vị nó thơm như mùi vậy đó như dầu vậy vậy đó coi như là mình bị nghiện luôn hả dạ rồi mỗi lần mình uống vậy nhiều không hả mỗi lần mình uống vậy nhiều không nhiều hơn thì uống đó nhiều cũng bánh vậy đó hả rồi mỗi lần không có xăng rồi mình làm sao không có xăng ngồi khóc mình không có xăng là mình thấy cái cơ thể của mình nó khó chịu hay là như thế nào khó chịu như thế nào kể anh nghe thử xem là khó chịu như thế nào vậy đó hả mình thấy bứt rứt trong người mình thấy mệt mỏi không rồi sáng giờ có uống chưa chưa không có xăng uống hay sao vậy đó hả mình có giấu được một ít xăng nào mình uống không không vậy đó hả đâu có dấu chỗ nào chỉ anh xem ơi bữa nay anh qua quay phim bữa nay anh quay nè chỉ anh xem mẹ đâu la đâu anh cho tiền mẹ bữa nay là cho thoải mái phải không rồi ok đó
Giấu ở đâu? Không có giấu. Dẫn anh đi, dẫn đi. Đi. Hai anh em đi. Dẫn anh đi mình coi thôi. Đi thôi, ổng ấy cô má cả anh ta cô không dám nói luôn. Tao hỏi đi, cô làm biết trả lời luôn. Rồi cái chòi ở bên kia là sao mà mấy anh kia đi qua bên kia vậy Trường? Ê Nhàn. Nhàn. Dạ. Cái chòi bên kia là cái sao? Cái chòi đó xây nhà chứ nó bị bằng gió, con gió nó cuốn đi. Rồi bây giờ chá còn không? Giờ nó gãy rồi. Nó gãy. Gãy rồi. Là được đâu. Là em xây em ở đó đó hả? Xây để ở nhà trò. Vậy nhà trò à? Nhà trâu vậy ha. Nhậu sáng giờ. Vậy đó hả? Trời ơi, ta là thường bữa luôn. Rồi. À Nhàn nè, em có thể dẫn anh đi ra xem ở chỗ cái nhà trời đó được không? Dạ được. Rồi đi ha. Nha. Rồi đi. À, em đi trước đi. À, em đi trước đi. Là cái đó là em cắt cái nhà trời đó là để dạ. Mình ra ở hay là để mình chơi nhà trời thôi? Dạ chơi nhà trời á. Rồi em chơi với ai ngoài đó? Chơi một mình nè. Một mình. Một mình không à? Một mình còn sao chơi được nha. Dạ. Em chơi cái trò gì ngoài đó? Để chơi hả? Chơi bán rau. Bán rau? Ừ. Bán rau mà một mình còn sao bán được? Ừ. Kỳ vậy? Ừ. Để ra coi. Mời quý con mình cùng em Nhàn ra xem cái căn chòi là coi như là cái căn biệt thự của Nhàn ha. Ừ. Biệt thự của riêng mình. Ừ. Đúng không? Mình để ở để không mất mấy cái vợ. Vậy đó hả? Rồi có gặp được em nào ngoài này chưa mà đi ra dạ. Đây rồi cứ vợ. Chưa. Vậy đó ha. Rồi ra ngoài này chơi có bạn nào chơi với mình nữa không? Dạ, mùa hóc cháu phải vị cũng được quá, cũng được một mùa bự. Ừ. Ở trong đây nè. Vậy đó hả? Dạ. Đâu chỗ nào đâu? Nhà nước. Dạ cho ơi dạ. Lấy cái căn cước người ta chụp hình rồi mà để cho chừng nào người ta mới giúp cho cô. Đâu chỗ nào đâu em? Ờ, ý, trời. Ôi, trời, té ơi. Đi sao vậy? Hồi sáng giờ có vô xăng chưa? Thấy yếu vậy? Chưa. Có giấu xăng ngoài này không? Không. Vậy là hết xăng rồi. Tính đâu có giấu ngoài này? Đâu? Ở đây đó hả? Trời ơi. Cái nhà. Ghê ghê mỗi lần mình chơi. Vậy đó hả? Dạ nó gãy hết rồi. Rồi mỗi lần em chơi nhà trời là chơi sao? Nó nhỏ quá xây rải thì nhà đã ở lại chơi. Rồi nãy em nói ra đây em chơi nhà trời một mình là chơi kiểu sao? Em ngồi xuống em chơi thử coi. Chơi sao? Chơi ấy. Cho ai cũi. Là sao? Nó là kiểu sao em ngồi chỗ nào em ngồi thử coi. Thường ngày là em ra đây em ngồi chỗ nào? Chơi đây nè. Đâu em ngồi xuống coi. Không ngồi đâu. Vậy đó hả? Rồi một mình sao chơi buồn muốn chết luôn. Có ai chơi với mình đây không? Hả? Có em hay là anh gì ở vòng vòng đây chơi với, không, với em không? Chỉ có bà Tám mới chặt củi đây à. Gì đó rồi hả? Bà Tám mà bà chặt củi đây. Rồi bỏ xây nhà xây cái chỗ đây. Rồi từ ngoài đưa phải em ơi ưn. Rồi con ở đây con chơi con có sợ không? Sợ ma rồi này kia không? Không. Nè anh thấy ở đây là bịch thù hết trơn đây nè. Nhìn nè. Dạ chỗ đây vừa cây đó nè. Cây không nguyên một cái gừng vừa nước đây. Rồi đi ra đây rồi có khi nào ngủ ngoài này luôn buổi tối luôn không? Không. Không có ngủ cái này ngủ đây chơi sợ má nó đuôi đi. Vậy đó. Tối mới sợ, ban ngày không sợ thôi. Rồi giờ chạy xăng đâu? Chạy xăng hả? Đâu có chạy xăng đâu. Bữa đó hết xăng rồi. Vậy hả? Rồi có ghiền không? Không. Không ghiền sao thấy mắt lim nhim vậy? Không ghiền uống chi? Không thấy bơi bơi vậy? Có dấu không? Có dấu xăng ở đâu không? Cho anh xem đi. Không có. Vậy đó hả? Vậy cái bánh trong nhà ăn không hết rồi. Có bánh ở trong nhà ăn không hết. Tức là có bánh ăn rồi. Dạ, bánh ấy người ta cho bà ấy người ta ấy giờ bà khui hoài ra rồi. Ừ. Rồi thường ngày nha. À. Anh nói nghe là nha, thường ngày em đi vòng vòng ở đây em có thấy con ma nào không? Không. Vậy đó hả? Bà vô trong đây bà bắt cá rồi. Bà từ bà ơn á, đâu có ai biết bà không. Rồi bà kia kết ra cầm xô rồi đi bắt cá. Giờ nghỉ mất rồi. Gì hả? Bắt cá nào? Trong đó cái chợ ông đồng này về biển kìa vô. Có cá không? Dạ không không. Hả? Dạ. Cái này lúa không điên nè. Ba bữa ta cắt rồi. Vậy đó hả? Dạ. Rồi em có biết cắt lúa không? Dạ. Em có biết cắt lúa không? Không. Vậy đó hả? Dạ. Không biết gì rồi. Chỉ mướn ta cắt lúa. Vậy là chỉ biết tối ngày uống xăng rồi ngủ. Có nhiêu đó thôi. Rồi có đi lụm ve chai với mẹ không? Dạ có, thường ngày cũng
rồi bơi xuống. Vậy đó hả? Dạ. Đi chai rồi đổi xăng uống hay sao? Ừ. Mua xăng giờ. Nghiệp ta cũng cho gạo, ta cho cá. À. Vậy đó hả? Có khi dạ. nào có người nào cho xăng không? Không. Cho xăng để mình đổ vô vỏ mình đi lượm á. Ừ, không có xăng hay người ta chết đi. À. Kìa. Yeah. Kìa đây nè, muỗng đây nè, con đây cậu bá lụm bữa chứ ra đây nè. Đâu đâu, chỗ nào? Đây, đây nè. Này con đây cháy rượu con thấy nào quay quay là thôi nè. Cháy rượu hay là cháy xăng? Tí nó tao ngồi để tao ngồi con nhậu kìa, nè rượu nè. Đó. Cái của tao để đây đâu rồi? Nè nè, cháy rượu cái tí đó, đó, đó thấy không? Vậy đó hả? Ngồi. Đó, ngồi. Ta ngồi, đó, ta ngồi nhậu với ai? Ngồi ngồi uống một mình hả vậy? Ta ngồi tao uống một mình. Vậy đó hả? Trời ơi. Nè cô ở đang bán cái chai luôn hả? À, đang bán ve chai. Mượn tiền ta có 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu. Bữa nay Thu mua đi chai luôn á cô. Nói tiền nhiều dữ vậy. Mua rồi cho trả tiền rồi đó, để nó mua xăng nó. Đúng rồi. Có dấu xăng cho chỗ nào không nè, nãy giờ chưa khai nè. Cái này lụm được bao nhiêu rồi cô hỏi ha? Một ngày. Một ngày lượm bao nhiêu đây hả? Bánh kẹo hả? Dạ. Có xăng không? Lấy xăng cho anh coi coi. Có. Anh mua anh biết sao nói em biết uống xăng mà anh đâu có thấy đâu. Nè, bắt nè một bột. Nè người ta cho nè nè anh mua quà nè. Bắt đường bột nè. Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, rồi ai nhậu ở đây đây? Trời ơi, tí á. Ta ngồi đây ta nhậu á, ta coi kiến á. Rồi nhà nhậu tối dạ. Ngày tối ngày tình. Đây nè. Vậy đó hả? Nè, trong này nè, vô đây trong này tủ. Trong tủ có cái gì? Đây có đá nè, chỉ có nước uống. Vậy đó hả? Kìa, nó chai nè, chai đi, đá, nước còn đó. Ờ. Cho nó khác thời gian lấy cho uống. Ừ. Dạ. Dạ thôi con chào cô ạ. À, trước tiên cho con hỏi cô là tên gì ha? Tên Loan. Cô Loan. À. Cô Loan năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 65 tuổi. 65. Dạ, hôm nay tụi con đến ghi hình cái chuyện lạ của bé Nhàn đó. Là uống xăng đó, con nhờ cô kể sơ lược về cái câu chuyện vì sao bé Nhàn uống xăng ha, cho tụi con biết rõ hơn ha. Nó thì mẹ nó đi lụm ve chai. Dạ. Rồi nó đi theo rồi nó cũng như là nó có cái chai thì tim không đó. Dạ. Bắt đầu nó thấy máy hoài nó hút, nó có cái ống hút đó, nó hút qua cái chai đó. Dạ. Là nó hít. Mới đầu nó hít rồi nó uống. Dạ. Đó, rồi mẹ nó cũng la gầy nó mà nó cái sở thích của nó là nó làm, nó cứ làm à, mà nó uống mấy năm nay rồi. À, có khi nào nó kêu than đau bụng hay là gì không? Không, không có than đau bụng gì hết trơn, cũng bình thường vậy đó, nhưng mà nó uống nhiều quá là về cái nó xỉn, nó nằm. Dạ. Còn mấy nó đi cà bê như người ta xỉn rượu vậy đó. Trời, dạ. Vậy đó hả? Ừ, cũng như là quờ quạng, không có được tinh thần tỉnh vậy đó. Dạ. Say xăng á. Ừ. Dạ. Mà con có biết như người ta mà say tàu xe vậy ha. Dạ. Như say rượu, như mấy người uống rượu say. Dạ. Xỉn đi cả nhà. À. Ngã lên ngã xuống nghiêng tới nghiêng lui rồi nói kiểu nhựa vậy đó. Dạ. Là thằng Nhàn đó. Rồi con có biết được là bé Nhàn đó là lý do gì sao mà bé Nhàn lại thích uống xăng không? Là con có biết được không? Biết được. Không mình biết. Làm sao biết được? Vậy đó hả? Tôi thì nó kêu mẹ nó kêu tôi bằng gì? Tôi nó kêu tôi bằng bà lẫn nhà tôi bển kìa. Dạ. Nhà mẹ nó đây có nhiều khi nghe mẹ nó la nó chửi nó đồ này kia. Có khi mẹ nó quýnh nó nữa. Nói mày uống giết chết rồi lực trước nghe nói có cái mấy chú kia lại quay đó là đưa. Dạ. Nó đi bệnh viện luôn đó. Nhưng mà kiểm tra có chuyện gì không cô ha? Mà bác sĩ à, ổi à. Không không. Ủa? Cô cứ nói luôn đi. Hả? Cô cứ nói không, luôn đi. Không, cái lúc đó là tôi đâu biết đâu. Mà cô có nghe kể là như thế nào nó bé Nhàn có bị gì không? Cái lúc đó tại tôi bắt đi thăm cháu tôi trên phố hai đứa cháu. Rồi mẹ nó đưa nó đi ra bệnh viện nằm ở ngoài bác sĩ người ta khám rồi luôn á. Nhưng mà cô có nghe nói là khám là bé có bị một cái hiện tượng gì đó do uống xăng không hay là cơ thể bình thường? Cái đó mình không có nghe mẹ nó nói, chỉ nghe nói là đi nằm bệnh viện thôi, rồi bác sĩ khám mà nói về đừng cho nó uống nữa rồi dạ, vậy thôi. Dạ, vậy đó hả? Ừ, rồi cái mấy chú quay đó cũng cho tiền về ăn bồi dưỡng rồi này kia đó, mà sao mà rồi thời gian sau nó cũng quay lại nó cũng uống nữa hả? Cũng uống bình thường nữa. Coi như là bị... Đó mấy bữa tôi đi vô trong này tôi đốn lá đó hen. Là nó thấy tôi đi vô trọng cái bắt đầu là nó lấy cái chai xăng nó bỏ vô ảo rồi nó ôm cái nó hỏi ôm cái gì trong mình đó mày.
là tôi gần gần để dòm coi coi nó có ôm cái né tôi, cái nó đi vô nó giấu chai xăng rồi cái nó đi chặt chút làm chồi đặng nằm ngủ, là tôi biết thằng này vô nó nằm mà hết xăng đó. Vậy đó hả? Ừ, mà tôi đi làm một buổi sáng vậy ha, là tôi đi vô tôi về cái là nó nói bà Tám bà đi về hả, con cũng đi vô nữa, là tôi đi vô trước nó mới đi vô sao, đã vô nằm chỗ cái chòi nãy tôi chỉ chú đó, cái chòi nãy con gan thấy rồi. Vậy là nó nằm ở đó à, giả vờ nói là đi ra đó là chơi nhà chòi, thật sự ra trốn ngoài đó đem xăng ra ngoài ha. Đi hết xăng. Nói chung là câu chuyện của bé Nhàn thích xăng, uống xăng, hít xăng. Ừ. Thì cả cái xóm, coi như cả cái huyện này biết luôn. Cả một cái khu ba này, nói tới thằng Nhàn hút xăng là nó đi tới đâu là ta sợ nó hút máy xăng ta tới đó. Trời ơi, vậy đó hả? Chứ gì nữa? Trời ơi. Hút lên là uống. Ừ. Hút xong rồi là uống. Để hết rồi uống. À. Vậy đó. Mà nó, cái chuyện nó uống là nó về nhà nó vô trong góc kẹt nào, hoặc nó vô chỗ bí ẩn, bí mật của nó là nó làm mình nó, mà mẹ nó thì lo đi. Định lựa ve chai đi làm chuyện của mẹ nó à, dạ. Chứ quan tâm tới nó. Bởi vậy kiểu cho nó chú nghe nè, cũng có được bình thường. À. Đúng rồi, nó cũng hơi có vấn đề về thần kinh đó. Ừ, thì mẹ nó thiếu gì đó rồi nó cũng được bình thường đâu. Dạ. Ừ. Rồi tí đây sao mà tối ngày uống rượu hoài đây cô? Thằng này hả? Thằng dạ. Này thì thằng ghiền rượu mà. Vậy đó hả? Rồi tối ngày ngồi uống mình nên vậy. Nó uống hoài vậy, có khi hả nó quýnh thằng em nó hả, trời ơi nó quýnh. Yeah. Nó cũng như là tôi nói với cô đó là cô Bưởi ha. Ổi. Cô Ổi. Ừ. Cô Ổi ơi, cho con hỏi chút xíu cô Ổi. Dạ cô lại đây ha, có câu chuyện con muốn hỏi cô Ổi á, là hồi bữa là có người đưa bé Nhàn đi bệnh viện là người ta khám, người ta có nói là bị ảnh nó hưởng bị gì không? Mà người ta có nói đến nó thì bác sĩ nói nó có xăng nhiễm xăng trong máu rồi. Vậy đó hả? Ừ, ta nó còn nói vậy. Rồi sức khỏe như thế nào bác sĩ, nó dặn sao? Bác sĩ kêu nó bỏ, nói ừ về nhà cũng phải chơi nữa hả? Cô thấy nó cũng bình thường, cô cũng biết sao mà nói. Vậy đó hả? Rồi bây giờ là cô có cách nào để cho bé Nhàn mà không uống xăng, không hủy xăng nữa không? Cô có biết cách nào luôn, có mong đưa ông đi cai nghiện sao á. Xăng sao cai nghiện được cô? Tại vì cái trường hợp này coi như là hy hữu đó. Cái này chắc cô nói với cậu gì nữa, cậu không biết cậu tên gì không biết. Dạ. Mà chắc này chết đi theo chứ không bỏ nổi không, mà thằng này không sống được mà lâu dài đâu. Vậy đó. Thấy gì? Vậy là nó chết. Ủa? Trước giờ sổ số. Dạ. Mà xăng gì trong người luôn luôn, lúc nào không có xăng trong người. Trong... chết trước giờ sổ số. Trong máu nó, trong miệng nó không à. Vậy là mỗi ngày đi chạy máy về là chắc canh cái máy hoài, coi chừng nó hút hả? Coi chừng bé Nhàn hút hả? Giờ chịu bó tay luôn cậu ơi. Rồi. Thôi vậy con cảm ơn cô ha, với cô ha. Thì coi như bữa nay là con ngày đầu tiên đến đây chia sẻ cái câu chuyện lạ của bé Nhàn. Dạ. Là uống xăng. Đó. Rồi con cảm ơn hai cô nhiều. Clip con Linh xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con mình trong những clip sau.